Mình vẫn nhớ về mùa hè năm đó, Asavin cùng với Pavluchenko đã làm nên một đội tuyển Nga vô cùng mạnh mẽ, đánh bại đội tuyển Hà Lan, một đội tuyển có được phong độ cực kỳ cao ở vòng bảng với 3 trận thắng liên tiếp. Nhưng khi vào đến tứ kết chạm trán với đội tuyển Nga thì đã phải thất thủ với tỷ số là 3-1. Dù cho Nga đã phải thua trận trước đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển sau này đã lên ngôi vương, nhưng chắc chắn những anh em là fan của gấu Nga vẫn tự hào về những cái gì mà gấu Nga đã làm được ở kỳ Euro đó. Và quay trở lại với Euro 3, với cái phong độ đẳng cấp đó thì Pavluchenko có được những cái chỉ số búp vô cùng tuyệt vời, và anh em có thể nhìn qua những chỉ số đều xanh lè của một tiền đạo rồi, và chỉ số trung bình đó là ở mức 84-85 khi mình búp team cho Tottenham cộng thêm một chỉ số. Và giá hiện tại được cập nhật vào ngày 13 tháng 5 đó là mức giá 9 triệu FP, khá là hạ cho một cầu thủ có chỉ số lên tới 84. Hai skill ẩn đó là cá nhân và sút xa, đi kèm với đó là xu hướng công thủ 2-1. Và thực sự thì với Pavluchenko với chỉ số gần 85 mà với mức giá chỉ khoảng 10 triệu FP mà thôi, rất dễ dàng để em có thể tậu về trong đội hình của mình. Và hiện tại thì Pavluchenko mình sẽ sử dụng thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn để xem Pavluchenko có thể cân team được cái đội hình của mình hay không. Và không phải chờ đợi gì nữa, mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm ngay Pavluchenko mùa giải E8. 4, 3, 2, 1, let's go! Với xu hướng công thủ đó là 2-2 của một tiền đạo, có lẽ thì bạn sẽ thích với xu hướng công thủ đó với một tiền đạo thôi. Tầm di chuyển không quá rộng và cái điều đó sẽ giúp cho Pavluchenko tập trung hơn và trọng tâm để di chuyển những khoảng trống trong vòng cấm. Do đó thì cảm giác của mình, Pablo thì chạy chỗ cũng khá là năng động, cảm giác nhanh nhẹn và sắc bén như kiểu Fernando Torres. Một cảm giác mà chạy chỗ rất là khác so với những Ipa và Rock 30, những cảm giác chậm chạp mà mình thường thấy của những tiền đạo. Và phải nói thật rằng nếu như anh em đá cặp Pavluchenko cùng với Fernando Torres, hai cầu thủ đều có mái tóc vàng vô cùng đẹp, thì điểm khác biệt với cái sự chạy chỗ và nhận biết khi trên sân mình có lẽ là rất khó khăn. Trước khi sử dụng Pavluchenko với cái chiều cao đó là 1m88, mình đã kỳ vọng Pavluchenko rất là nhiều, nhưng sau đó lại nhìn vào cái chỉ số nhảy chỉ là 7 mấy thôi, mình đã cảm giác hụt hơi đi một chút. Nhưng khi đã vào trải nghiệm thực tế Pavluchenko, mình phải nói thật rằng khả năng không chiến của Pavluchenko cũng không hề thua kém nhiều với những cầu tiền đạo top đầu gì cả. Những cái tình huống tạt bóng của mình dành cho Pavluchenko ở bên cánh, hai cầu thủ chạy cánh của mình đó Eriksen có khả năng tạt bóng rất là chính xác, anh em mới thấy. Và với cái chiều cao đó thì Pavluchenko đón những cái tình huống chọc tạt bóng bổng bằng không chiến rất là dễ dàng chiều cao đó. Và khi sử dụng Pavluchenko, mình khai thác rất nhiều những tình huống tạt cánh đánh đầu cũng như là chuyền bóng bổng. Và để nói chính xác riêng về một tố chất của những cầu thủ không chiến tốt thì khả năng chọn vị trí và phản ứng trong vòng cấm thì Pavluchenko cũng không hề thua kém gì so với những tiền đạo top đầu. Và riêng về cái tố chất về cái lực đánh đầu thì mình nghĩ Pavluchenko cũng không phải là quá ấn tượng. Lực đánh đầu của Pavluchenko thuộc dạng chung chung thôi, nhưng cái độ hiểm hóc cũng rất là cao. Và mình bất ngờ khi sử dụng Pavluchenko đã mang đến cho mình nhiều bàn thắng bằng không chiến như vậy, một mối nguy hiểm về không chiến trong đội hình Tottenham Hotspur của mình. Pavluchenko cùng với hai Kane đó là hai cầu thủ hàng đầu trên hàng công của mình, nhưng Pavluchenko có phần nhỉnh hơn rất là nhiều về khâu không chiến. Pavluchenko có hai skill ẩn và một trong số đó là một skill ẩn về dứt điểm, đó là sút xa. Và thực sự thì với cái skill ẩn sút xa đó thì cảm giác của mình Pavluchenko rất là nguy hiểm với những tình huống dứt điểm. Và đặc biệt anh em hãy dứt điểm thật nhiều bằng CA trong bảng này cho mình. Và đa số những tình huống dứt điểm ở bảng này mình thường ghi bằng CA. Khi bạn thực hiện những cái tình huống dứt điểm như vậy thì sẽ mang đến những cái tình huống bóng có lực rất là căng. Và nếu như anh em đã chỉnh vào cái hướng đối diện, hướng góc sút tốt rồi ấy, thì cực kỳ khó để cản phá những tình huống dứt điểm trong chân của Pavluchenko. Và chung quy lại thì đối với một tiền đạo về khả năng kết liễu được phản công thì với không chiến, mình thực sự là hài lòng và bất ngờ với khả năng của Pavluchenko, một tiền đạo cao 1m88. Và ngoài ra đó là những tố chất về dứt điểm bằng chân thì Pavluchenko cũng không hề kém bất kỳ những cầu thủ có khả năng dứt điểm cao nào. Lực tốt, hiểm hóc
và không hề thiếu những sự mềm mại trong những tình huống dứt điểm cận thành như thế này. Khả năng chuyền chọt và ban bật, thực sự đây cũng là một yếu tố mà mình nghĩ các bạn nên quan tâm đối với một tiền đạo, vì ở bản này mình nghĩ phải chuyền thật là nhiều và cần cái độ chính xác. Khi mà những cầu thủ có khả năng chuyền chọt kém thì cái tốc độ đường chuyền rất là nhẹ nhàng và chậm chạp, thì với Pavluchenko mình hài lòng, dù cho đó là những tình huống chuyền bóng xa, tạt bóng thì Pavlu vẫn mang đến cái sự chính xác, và những cái tình huống chọc khe sệt như thế này hoàn toàn có thể giúp anh em xé tăng hoặc phòng ngự của đối phương được. Chỉ số chuyền mỗi level 1 đã là 84, mình đánh giá là rất tốt đối với một tiền đạo. Kế đó là tốc độ cũng như là khả năng dê dắt bóng của Pavluchenko, và đầu tiên nói riêng về tốc độ thì phải nói thật rằng mình cảm giác rất nhanh với tiền đạo này. Những cái cảm giác về của Torres, dù cho Pavluchenko không phải mang đến cái sự nhanh nhẹn và thanh thoát như Torres, nhưng cái hình bóng phiên bản 2 của Torres thực sự là đúng. Khi mà rất nhiều những bạn so sánh Pavluchenko, anh em thấy những cái bước chạy của Pavluchenko vô cùng nhanh, thanh thoát và cũng không kém phần mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể những cái tình huống chơi nhau với hàng phòng ngự đối phương là có thể sức thăng bằng tốt để anh em có thể cạnh tranh và dễ dàng thoát ra để đưa ra những tình huống dứt điểm như thế này. Sau đó là về khả năng dê dắt bóng cũng như đó là kỹ thuật thì sao. Với kỹ thuật 4 sao, mình xin lỗi 4 sao thì anh em sẽ hy vọng và đáp ứng rất là tốt của một tiền đạo rồi. Pavluchenko xoay sở bóng rất là mềm mại, ngoặt bóng và ngoặt hướng rất là đơn giản, và cảm giác mà anh em ức chế và thô ráp, cứng cáp như những Drogba sẽ không còn trong con người của Pavluchenko đâu. Và với một cầu thủ có kỹ thuật 4 sao và khả năng mềm mại như vậy, giữ bóng chắc chân như vậy, thì những anh em là chuyên gia dê ra bóng như anh em khắt khe hơn về một tiền đạo cần có kỹ thuật cao ở bản này, thì Pavluchenko sẽ làm anh em hài lòng. Và cuối cùng đó là thể lực của một tiền đạo, và với cảm giác của mình khi sử dụng anh ở cái vị trí đó là tiền đạo mũi nhọn, thì thường Pavluchenko mình cũng không phải để thay ra đâu. Anh không bao giờ được xếp vào những ba cầu thủ thuộc dạng yếu lực nhất trong đội hình của mình. Thường những cầu thủ phải thay đó là những cầu thủ chạy cánh cũng như là vị trí tiền vệ. Pavluchenko thường cũng rất là sung và hoàn toàn có thể giúp anh em thi đấu hai trận Pavluchenko thi đấu liên tiếp mà không phải thay, đến trận thứ ba có phơi đi một chút và anh em cho ra nghỉ ở trận đó là ok. Ok, và trên đây đó là video review của mình về tiền đạo người Nga, tiền đạo có phong độ cực kỳ cao ở kỳ Euro 2008 và giúp anh có được phong độ và chỉ số tốt như thế này ở trong Euro 3 chúng ta. Và với cái mức giá thành chỉ là 90 triệu EP thôi, thì mình đánh giá đây là một tiền đạo rất đáng để anh em sử dụng và lựa chọn trong đội hình của mình. Khi mà anh em thích Torres thì Pavluchenko phản ánh một phần của Torres. Khi mà anh em thích những cầu thủ khả năng không chiến tốt như Drogba, Ibra, thì anh em vẫn có một cầu thủ có khả năng không chiến cao như vậy. Và để đánh giá chung theo thang điểm và với cái mức giá thành ổn như vậy, hoàn toàn Pavluchenko một cầu thủ mình đánh giá có sự đan xen về ngoại hình, mái tóc và tốc độ giống với Federer Torres, cũng như là khả năng không chiến những cái cú sút xa của Ibra, và mình hài lòng về tiền đạo người Nga này. Và ok, thì trên đây đó là video review của mình, và nếu như cảm thấy video ích, anh em đừng quên like, share đi với bạn bè và đừng quên subscribe để cập nhật những video mới nhất, và anh em cũng đừng quên để lại những cầu thủ mà anh em mong muốn review tiếp theo. Và video tới thì mình có thể phân vân đó là có thể đó là Mario Gomez, vì mình đã hứa review Torres cùng với Pavluchenko trong một bài so sánh. Và nếu như anh em thích về một cầu thủ World Best nào, giá rẻ hay giá cao, tiền vệ, tiền đạo hay là hậu vệ cũng như là thủ môn, thì anh em có thể để lại comment bên dưới và mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.